Hello everybody, welcome back to our class today. Chào mừng các em học sinh lớp 4 đã quay trở lại vào lớp học của chúng ta ngày hôm nay. Today we will continue unit 18, What's your phone number? Lesson 2. Trước khi đi vào bài học ngày hôm nay, hãy cùng cô ôn tập lại những gì chúng ta đã được học ở lesson 1 nhé. Hãy luyện thực hành hỏi và trả lời về các số điện thoại này. Now let's see, what's your phone number? So how do you say? It's 0989-126-837. Okay? Next one, what's your phone number? It's 0935-654-314. Okay? How about this one? What's your phone number? It's 0914-672-892. Okay? Như vậy, cô vừa giúp chúng ta ôn tập lại cách hỏi và trả lời về số điện thoại của nhau. Với bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ được học một số hoạt động mà mình có thể rủ bạn mình tham gia. Okay? So let's see. The first one. Nhìn vào picture này, chúng ta thấy những người này đang làm gì nào? À, đang đi dạo trong công viên đúng không nào? Vậy chúng ta có thể rủ bạn mình đi dạo. Đó là hoạt động go for a walk. Now listen again and repeat. Go for a walk. Go for a walk. Okay? How about this picture? Ở đây chúng ta có hoạt động gì nào? Đi dã ngoại đúng không nào? That's it. Go for a picnic. Go for a picnic. Okay? Now listen again and repeat. Go for a picnic. How about this picture? Ở picture này chúng ta thấy hai bạn này đang đi câu cá đúng không nào? That's it. Go fishing. Go fishing. Now listen again and repeat. Go fishing. And the last one, những người này thì đang trượt patin đúng không nào? That's it. Go skating. Go skating. Now listen again and repeat. Go skating. Okay. Như vậy cô vừa cung cấp cho chúng ta một số từ vựng liên quan đến các hoạt động mà mình có thể rủ bạn mình cùng tham gia. Bây giờ hãy cùng cô đến với activity 1 trong IC book để xem cách các bạn rủ bạn mình và đáp lại lời đề nghị đó như thế nào. Let's go. Lesson 2. 1. Look, listen and repeat. Now let's look at the picture. You can see Peter and Mai, all right? Nhìn vào picture này, các em có thể thấy bạn Peter và Mai đang nói chuyện điện thoại với nhau đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem nội dung của cuộc điện thoại này là gì nhé. Hello. May I speak to Mai, please? Speaking. Who is it? It's Peter. We are free tomorrow. Would you like to go for a picnic? Hello, may I speak to Mai, please? Alo, mình có thể nói chuyện với Mai được không? Speaking, who is it? Mình nghe đây, ai đấy? It's Peter, we are free tomorrow. Would you like to go for a picnic? Mình là Peter, chúng ta được rảnh vào ngày mai, bạn có muốn đi dã ngoại không? Now listen again and repeat. Hello, may I speak to Mai, please? Speaking. Who is it? It's Peter. We are free tomorrow. Would you like to go for a picnic? 1. Look, listen and repeat. Yes, I'd love to. But I have to ask my parents. Okay. Then can you call me back? Yes, I'd love to, but I have to ask my parents. Có chứ, mình rất thích, nhưng mình phải xin phép bố mẹ đã. Okay, then can you call me back? Okay, sau khi xin phép bố mẹ, bạn có thể gọi lại cho mình chứ. Now listen again and repeat. Yes, I'd love to, but I have to ask my parents. Okay. Then can you call me back? 1. Look, listen and repeat. Sure,
Bill, what's your phone number? It's 0438 570 339. Okay, thanks. Sure, what's your phone number? Chắc chắn rồi, số điện thoại của bạn là bao nhiêu? It's 0438 570 339. Đó là 0438 570 339. Okay, thanks. Được rồi, cảm ơn. Now let's listen again and repeat. Sure. What's your phone number? It's 0438 570 339. Okay, thanks. Như vậy, thông qua Activity 1 trong IC Book, chúng ta đã biết cách đưa ra một lời đề nghị đối với bạn mình cùng tham gia hoạt động nào. Ok, bây giờ hãy cùng cô nhìn lại mẫu câu này nhé. Look at this picture, so what activity? Go for picnic. Bây giờ cô muốn rủ bạn mình, cô muốn mời bạn mình cùng đi dã ngoại với mình thì cô sẽ dùng mẫu câu gì? Would you like to go for a picnic? Would you like to go for a picnic? Ok, vậy khi bạn mình đưa ra một lời mời như vậy thì chúng ta sẽ có hai phương án, hoặc là chúng ta sẽ đồng ý. So we say, I'd love to. I'd love to. Ok. If not, we say, sorry, I can't. Sorry, I can't. Ok, now listen again and repeat. Would you like to go for a picnic? I'd love to. Sorry, I can't. Bây giờ hãy cùng cô quay trở lại với các activity trong IC Book để được luyện tập nhiều hơn về mẫu câu này các em nhé. 2. Point essay. Okay, now let's practice the patterns with activity 2. Bây giờ chúng ta sẽ luyện tập mẫu câu mình vừa học để đưa ra lời đề nghị với bạn mình đi đâu đó. Okay. Các em sẽ sử dụng các picture cũng như những từ gợi ý để đưa ra lời đề nghị, lời mời bạn mình đi đâu. Sau đó chúng ta sẽ đáp lại bằng hai cách. I'd love to nếu như chúng ta đồng ý, hay sorry I can't nếu như chúng ta từ chối. Ok, trước hết các em hãy cùng cô nhìn qua các picture. Picture A, go for a walk. Picture B, go for a picnic. Picture C, go fishing. And picture D, go skating. Các em hãy cất vào từng picture, lắng nghe câu hỏi và câu trả lời, sau đó lặp lại. Ok, now let's listen and repeat. Would you like to go for a walk? I'd love to. Would you like to go for a picnic? Sorry, I can't. Would you like to go fishing? Sorry, I can't. Would you like to go skating? I'd love to. Okay, and now let's move on to activity 3. 3. Let's talk. Ở hoạt động này, các em sẽ cùng bạn mình hoàn thành một đoạn hội thoại, nói chuyện điện thoại với nhau và mời bạn mình đi đâu đó. Okay, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem gợi ý nhé. Hello, may I speak to? Vậy đây chúng ta sẽ điền tên của bạn mình. Và để đáp lại câu này, chúng ta sẽ nói gì? Speaking, mình nghe đây. Ok, would you like to? Ở đây chúng ta sẽ điền một hoạt động mà mình muốn mời bạn mình tham gia. Và trả lời cho câu hỏi này, chúng ta sẽ dùng I'd love to, or sorry I can't. And what's your phone number? Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này với số điện thoại, đúng không nào? Now let's see. Hello, may I speak to my please? Speaking, who is it? Vậy trả lời tiếp theo cho câu who is it, chúng ta sẽ lấy is cộng với tên của mình. Is Peter, for example, could you like to go for a walk? I'd love to. What's your phone number? Is. Và chúng ta viết số điện thoại của mình. Các em hãy cùng bạn mình thực hiện đoạn hội thoại này nhé. And now let's move on activity 4. 4. Listen and circle. Hoạt động này sẽ giúp các em củng cố kỹ năng nghe. Và nhiệm vụ của chúng ta là listen and circle, nghe và khoanh tròn. Vậy với mỗi câu chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn A or B.
Vậy các em sẽ nghe và lựa chọn chính xác nhất. Number one, Mai wants to go for A. Picnic. B. Walk. Number two, Phong wants to go A. Fishing or B. Skating. Number three, Linda's phone number is. Vậy chúng ta quan sát hai số điện thoại này có thể thấy chúng khác nhau ở số cuối cùng. 196 and 195. Alright. How about Nam's phone number is? Hai số điện thoại này lại khác nhau từ những con số đầu tiên. Vậy chúng ta sẽ nghe và tập trung vào những con số đầu tiên. 0438 and 0463. Okay? Now, are you ready to listen? Listen and circle A or B. 1. Would you like to go skating this Sunday, Mai? Sorry, I can't. I can't skate. What about going for a picnic? Yes, I'd love to. So number one, you say go for picnic. So we choose A, all right? Two, would you like to go fishing tomorrow, Fong? Sorry, but I don't like fishing. Would you like to go skating? I'd love to. Okay, ở câu number 2 này chúng ta có thể nghe thấy cả hai cụm từ đó là go fishing và go skating. Tuy nhiên go fishing thì bạn Phong lại trả lời gì? Sorry, I don't like fishing. Nhưng mà khi hỏi would you like to go skating thì bạn trả lời I'd love to. Vậy có nghĩa là Phong wants to go skating. Vậy các em lưu ý câu trả lời cho những lời mời này nhé. Now number 3. You have a new mobile phone. Yes. It looks very nice. What's your phone number? It's 0999-291-196. 0999-291-196. That's right. So? Very clear. 196. So that's it. A. And the last one? 4. What's your phone number, Nam? It's 0463-393-845. Can you say it again? 0463-393-845. Như vậy các em nghe rất rõ ràng đó là số điện thoại ở câu B đúng không nào? Như vậy cô vừa chỉ ra những từ khóa giúp chúng ta làm bài tập này. Các em nếu chưa nghe được những từ này, chúng ta có thể nhấn play để nghe lại. And now let's check. Well done. Let's move on activity 5. 5. Look and write. Hoạt động này sẽ giúp các em củng cố kỹ năng viết. Chúng ta sẽ dựa vào các picture để hoàn thành những đoạn hội thoại ngắn bên dưới. Okay, for example, the first one, would you like? So, would you like? Ở picture này, chúng ta thấy cụm động từ gì nào? Go swimming. Và chúng ta sẽ đặt câu hỏi với would you like to go swimming? Okay. How about number two? Picture này cho chúng ta biết hoạt động go for picnic. Và đây là một câu hỏi, vì vậy chúng ta sẽ bắt đầu với would you like to go for a picnic. All right. How about number three? What's your phone number? Yes. And the last one, hello, Amy, please. Và câu trả lời chúng ta nhận được là speaking. Vậy đây là câu hỏi. May I speak to? Các em lưu ý speak to someone. Nói chuyện với ai? May I speak to Amy, please? Như vậy, cô vừa hướng dẫn chúng ta hoàn thành bài tập số 5. Sau khi hoàn thành, các em hãy nhấn submit để kiểm tra câu trả lời của mình nhé. Well done! And let's move on to the last activity. 6. Let's play. Ở trò chơi này, một lần nữa các em sẽ được củng cố kỹ năng nghe. Các em sẽ nghe các số điện thoại rất nhanh và vừa nghe vừa đánh số điện thoại đó. For example, 0978-365-486.
Ok, các em hãy vừa nghe và vừa nhận diện ra số điện thoại và đánh thật nhanh vào. Tương tự như vậy, hãy tự mình thực hiện number 2, number 3, sau đó nhấn submit để kiểm tra câu trả lời của mình. Cô chúc các em có thể hoàn thành trò chơi này thật tốt nhé. Như vậy, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Về nhà các em hãy nhớ học thuộc các từ vựng cũng như mẫu câu mà chúng ta đã học. Hãy làm lại các bài tập trong IC Book và đừng quên chuẩn bị cho bài mới. Unit 18, Lesson 3. Goodbye and see you later.